X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi. Xin chào các khán giả của X-Channel. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái thông số và chi tiết của một chiếc đồng hồ cũng rất là đẹp đến từ thương hiệu Citizen. Chiếc đồng hồ này thì có mã hiệu là NZ00902L. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu đưa ra những cái thông số liên quan đến chiếc đồng hồ này. Đầu tiên thì đây là một chiếc đồng hồ có size mặt là 41mm, một cái kích cỡ tương đối là trung bình. Và khi mà trên tay thì nó sẽ trông như thế này. Các bạn có thể nhìn trên hình thì có thể cảm thấy rằng là khi mà trên tay người đeo thì nó sẽ như thế nào. Rồi, đây là kích cỡ. Nói chung là cũng không có gì để nói quá nhiều về kích cỡ này, bởi vì nó như tôi nói là kích cỡ trung bình, rất là dễ đeo. Nhìn vào mặt số thì chúng ta sẽ thấy rằng cái điểm nổi bật nhất đó chính là cái màu mặt. Ở đây thì Citizen đã trang bị cho cái đồng hồ con cưng của mình một cái màu mặt số màu xanh đại dương, màu xanh thẫm, và các bạn có thể nhìn thấy một cái hiệu ứng gradient như kiểu là màu khói ở vị trí 11 giờ này cho đến 1 giờ này, cũng như vị trí từ 5 giờ cho đến 7 giờ thì cái sắc màu nó nhạt đi, và khi mà chúng ta di chuyển thì cái khoảng màu đấy nó cũng di chuyển theo, nó làm một cái hiệu ứng thị giác trông rất là đẹp mắt trên mặt số đồng hồ, giúp cho cái mặt số này tưởng chừng như là một mặt số trơn thôi, nhưng mà nó có hiệu ứng ánh sáng làm cho khi mà chúng ta di chuyển, chúng ta thay đổi góc nhìn thì nó tăng cái sự hấp dẫn hơn cho cái vẻ đẹp của chiếc đồng hồ này. Và ở đây thì có thêm một cái bố cục nữa cũng tương đối là lạ mắt, đó là cái bố cục ở cửa sổ small second, tức là cửa sổ kim dây đấy. Dây ở đây thì họ không làm chính giữa vị trí 6 giờ mà làm lệch đi, giống như cảm giác như kiểu là một cái mẫu kiểu của C5 quân đội ấy, họ làm lệch đi ở vị trí từ 4 đến 6 giờ cửa sổ này. Đấy, thì tôi có cảm giác là khi theo dõi về mặt nhìn quan sát về giờ ấy thì nó hơi khó hơn một tí, bởi vì cái vị trí này nó hơi khuất mắt. Tuy nhiên thì đây là cửa sổ kim dây cho nên là cái điều này nó không có ảnh hưởng gì cả, bởi vì chúng ta không bao giờ nhìn vào kim dây cả. Đấy, cho nên nó cái điểm lệch này nó sẽ làm cho cái chiếc đồng hồ trở nên nó cá tính hơn, nó có cái gì đấy mới mẻ và không bị nhàm chán. Đấy, nó cái cửa sổ small second này thì toàn bộ cái phần tất cả các chi tiết đều được thu về cái vị trí góc góc dưới bên này. Các bạn nhìn này, cửa sổ lịch ngày này, vị trí 3 giờ này, ngay sau đó là đến O Small Second, và tiếp đến luôn là cái tên của cái dòng sản phẩm này là một cái chiếc đồng hồ automatic titanium. Đó, thì toàn bộ các chi tiết đều dồn ở phía dưới. Điều này thì nó cũng làm cho chiếc đồng hồ trở nên chặt chẽ hơn. Tuy nhiên thì nó sẽ làm cho tôi có cảm giác là nó hơi bị rối mắt một chút, bởi vì ở dưới này thì rất là dày các chi tiết, ở trên thì nó lại có nhiều khoảng hở hơn. Đó, thì nó cũng có những cái mặt hay, cũng có những cái mặt chưa thuận lợi lắm. Ví dụ như các bạn sẽ nhìn nhé, nếu mà cái phần kim giờ ấy, mà nó phần kim giờ này nó nằm ở phố cục bụng bên trên này đúng không, thì chúng ta nhìn rất là đẹp đúng không nào, đồng hồ nó sẽ cân đối rất là đẹp. Tuy nhiên nếu mà cái kim giờ kim phút khoảng giờ nó là ví dụ khoảng này chẳng hạn, khoảng mình nhìn giờ chiều, giờ buổi chiều đi, ví dụ như đây là 5 giờ hơn đi, gần 5 giờ đi, 4 giờ hơn gần 5 giờ chiều này, các bạn sẽ nhìn này, kim này, các cái kim nó sẽ dồn ở phía dưới này, thì đâm ra nhìn chiếc đồng hồ nó lại không còn được sáng rõ, không còn được gọn gàng như trước nữa. Đó, thì tôi sẽ đánh giá là cái thiết kế này nó là 50-50, nó có những cái điểm rất là đẹp, có những góc rất là đẹp, nhưng cũng có những góc mà nó chưa phải là gọi là hoàn mỹ lắm. Rồi, thì đấy là về cái bố cục mặt số. Cái điều mà chúng ta cần phải nói rất là nhiều và cũng là cái điểm mạnh của chiếc đồng hồ này, đó chính là cái dòng titanium này. Một chiếc đồng hồ automatic, nhưng mà cái quan trọng là cái chất liệu làm ra nó là titanium. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay là cái màu của nó cũng sẽ không bóng như những cái chiếc đồng hồ làm bằng thép không gỉ 36L đúng không nào. Nó được trải xước, nó được làm mà thớ mờ, trông nó rất là bụi bặm. Và bản chất của titanium là nó cứng nhưng nó rất là nhẹ, cho nên là khi mà trên tay chiếc đồng hồ như thế này thì hoàn toàn là chúng ta cảm thấy rất là nhẹ tay, rất là dễ chịu. Và cái điều này tôi nghĩ rằng là một cái điều rất là tốt, bởi vì nó dù sao là áp dụng một công nghệ hiện đại, thì tất cả những cái điều này làm cho chúng ta tăng cái tính trải nghiệm lên khi mà chúng ta sử dụng một chiếc đồng hồ nó vừa cứng cáp nhưng nó vừa nhẹ nhõm như thế này, thì làm cho cái cổ tay của người đeo nó thoải mái. Và cái điểm đằng sau đây, những cái chi tiết đằng sau đây cũng là những cái chi tiết rất là đẹp của cái chiếc đồng hồ này. Đó, toàn bộ các bạn nhìn này, quả văng này. Đấy, làm lộ đáy này, nhìn được cái chi tiết bên trong này, mạ vàng bên trong này, thì trông cái quả văng này, di chuyển này, thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái thiết kế đằng sau phần đáy rất là đẹp.
tôi cho rằng rất là đẹp của đồng hồ. Nó cũng là một cái bộ máy rất là bình thường thôi, một bộ máy của Citizen bình thường thôi, không có gì là quá cao cấp cả. Nhưng mà cái sự cái vẻ ngoài của nó, chính cái vẻ ngoài của nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là ấn tượng. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là quả văng quay cực kỳ là trơn luôn. Rồi, trên đây là những cái chi tiết đánh giá về chiếc đồng hồ Citizen này, một chiếc đồng hồ cơ titanium có một cái bố cục mặt số cũng có những cái điểm nhấn rất là thú vị. Chiếc đồng hồ này thì có khả năng chống nước là 30m, có kính sapphire chống xước rất là chất lượng, và giá của nó thì gần 11 triệu đồng. Đây là một cái mức giá tôi nghĩ rằng là cũng không phải là thấp. Đây là một cái dòng đồng hồ Citizen hướng đến cái tầm trung trở lên, và tôi cho rằng nó tương đối là xứng đáng với cái mức giá mà đang được X-Watch phân phối. Các bạn nghĩ sao về dòng sản phẩm này thì có thể để lại comment bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi.